Xin chào các bạn nhé. Bên này mình thấy có một cô gái rất là xinh đẹp bên này. Và bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn làm quen xem mà em ấy nhà ở đâu và xem mà có nick Facebook với lại số điện thoại không. Tí mình cho vào ấy các bạn vào ấy xem và làm quen nhé. Hơi rung mà. Xin chào em gái. Sao em xinh thế? Em đi ra đây làm gì đấy? Hả? Ra đây chơi à? Ui, em xinh thế. Em có người yêu chưa? Chưa. Chưa? À, em tên là gì đấy? Tên là Thảo. Thảo à? À, tên là Thảo. Sao từ trước đến giờ anh gặp những người tên là Thảo thường xinh gái thế? Em là một trong những người cô gái tên là Thảo mà xinh nhất mà anh từng gặp đấy. Em ra đây làm gì đấy? Em chỉ ra đây chơi thôi. Ra đây chơi thôi á? Sao lại ra đây chơi một mình thế em? Em ra mời mấy người nhưng mà họ đi đâu, đi với người yêu hết à? Hả? Thế sao em đi một mình lại không có người yêu là sao? Hả? À, tại vì em đợi anh à? Có phải không? Không đợi anh á? À, bạn em có phải là hai bạn dưới này không? À, tí hai bạn dưới kia lên thì anh sẽ làm quen. Và bây giờ anh sẽ làm quen em một chút nhá. Em tên là Thảo, em ở chỗ nào cơ? Quang Thần Sán là Simacai nhá. Thảo ơi, Thảo sao Thảo xinh gái thế? Thảo có thể tiết lộ cho anh một tí bí mật được không? Ăn cái gì mà xinh gái thế? Với lại Sao? Thảo ở đây một mình, Thảo không sợ anh nào bác đi làm vợ hả em? Giờ mới có anh à? Vâng. Thế vừa nãy anh thấy có mấy anh ở đây, mấy anh này không bắt nạt em chứ? Đi rồi à? Đi hết rồi à? Chắc là họ đang thấy anh ra nên họ chạy hết đúng không? À, Thảo ơi, Thảo có thể cho anh xin nick Facebook của Thảo được không để anh về anh nhắn tin cho Thảo. Facebook của em là Thảo Phương. Thảo Phương. Thảo Phương. À, nick Facebook của bạn Thảo Phương nhá các bạn nhá. Bạn nào mà thấy bạn nào mà đang cô đơn như em Thảo mà chiều nào cứ ra đây ngồi một mình là cứ nhắn tin cho em Thảo và hẹn ra đây gặp nhá. Nếu mà có nhiều có bạn nào nhắn tin cho em thì nhớ trả lời và làm quen nhé. Thảo ơi, Thảo sinh năm bao nhiêu đấy? Em sinh năm 2004. 2004 à? Vâng. 2004 15 tuổi rồi. Đúng 15 tuổi đúng không? Dạ vâng. 15 tuổi nhưng mà Thảo đã có người yêu rồi nhỉ? Thấy chưa? Em làm gì? Em không có người yêu. À, Thảo đang chờ người tử tế để yêu đấy. Nhờ? Thật, em đang chờ người tử tế đó. Chờ người tử tế như anh đúng không? Không biết được. Sao lại không biết được? Là sao? Tại vì anh với em vừa mới nhìn thấy nhau, xong rồi em biết anh tử tế. Mình vừa nhìn thấy nhau nhưng mà gọi là tình yêu sét đánh đi em. Nhưng mà như thế cũng không thể nói là anh tử tế. Thế anh không tử tế à? Nhưng mà trong lòng anh thì lại còn tử tế hơn là cách ăn mặc đấy cơ. Nếu anh nói thế. Thế em nhìn nói như nào mà sao lại bảo là cách ăn mặc là tử tế là như nào? Tức là chỉ không hơi lộn xộn. À, thì đấy là một chuyện rất là bình thường nhưng mà thế nếu mà muốn biết thì là chắc là mình phải hẹn hò nhỉ em nhỉ? Dạ, nếu muốn biết thì phải hẹn hò.
Thế bây giờ Thảo muốn anh hẹn hò như thế nào đây? Em có thể nói và nhìn thẳng vào đây được không? Hơi ngại. Hả? Ngại á? Sao lại ngại đi em? Thế nếu mà muốn hẹn hò Thảo thì phải làm nào? Thì cứ hẹn thôi đúng không? Anh về anh nhắn tin cho em nhá. Nhớ trả lời đấy. Thảo đang học ở chỗ nào em? Hình như là vừa rồi Tết anh thấy em nhảy có nhảy một bài ở dưới Bắc Hà. Anh thấy bài đấy nó lên cao phết nhỉ? Đấy, đúng mà, nhìn xinh gái này nhìn phát là biết luôn. À, em có một tí em có thể nhảy cho anh một tí được không? Để anh xem được không? Ok. Thế thì ngay bây giờ và mình sẽ à không không chưa bây giờ đâu. Mình sẽ nói chuyện với em Thảo tầm 3 phút nữa là mình sẽ xem em Thảo nhảy ở đây. Nhảy cất điệu nhảy của Thung Lũng Hoa Bắc Hà đúng không em? Đấy là em tự xem các bạn nhảy trong đấy em học theo hay là ai dạy em nhảy đấy? Một tí anh đi về nhà Thảo chơi nhá. Có được không? Nhưng mà không biết bố mẹ em có ghét người lạ không ấy. À. Có phải hôm nay em ra đây quay phim không? Em thấy nếu mà quay phim thì cảnh nào là khó nhất? Thế à? Nếu mà quay phim nói tiếng Việt thì được đúng không? Anh gì nhỉ? À thế thì đợi một tí rồi ngay bây giờ và mình sẽ xem em Thảo nhảy nhảy một tí cho anh và cho tất cả các bạn xem nhá. Em lấy nhảy được bài gì em? Ok. Thế thì em nhảy cho anh xem một tí nhá, với anh và tất cả các bạn xem nhá. Bây giờ nhảy luôn á? À, bây giờ nhảy luôn. Em này xinh. Nó hay hơn đâu rồi. Em này xinh thế này ra chợ. Em nhìn vào đây và nhìn thẳng vào anh và cười xem mà. Sao nhìn buồn đấy? Cười đi em. Cười và nói tên của em đi. Đây là một cô gái, cô thôn nữ của vùng mảnh đất Simacai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem em Thảo nhảy nhá các bạn nhá. Em cứ nhảy thật tươi vào em. Không sao đâu, sân điệu nào cũng được. Sân khấu này là của em hết nhá. Cô gái vừa xinh đẹp mà vừa lại nhảy đẹp. Nhấn mạnh lên em. Chân. Không sao đâu. Mạnh lên.
Mạnh lên nhá.